Vừa công khai bạn trai mới chưa lâu, Bạch Lộc đã khiến La Vân Hy đỏ mắt ghen tị. Bạch Lộc và tình mở nhận tin vui lớn khiến La Vân Hy phải ghen tị. Sau thời gian dài mong đợi, mới đây dự án phim ngôn tình hiện đại Dị Ái Vi Doanh do Bạch Lộc và Vương Hạc Định đóng chính đã được lên sóng. Vừa chiếu, bộ phim đã nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả và hứa hẹn sẽ bùng nổ thời gian tới. Tuy nhiên, cùng với đó, Dị Ái Vi Doanh cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng phim. Thế nhưng mặc dù bị chê màu phim nội dung cũ, Dị Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ vẫn chứng minh được sức hút cực khủng của mình. Theo đó, trong 5 tập đầu tiên lên sóng, phim có phun 9 quảng cáo, tập 6 8 quảng cáo với tổng cộng 11 thương hiệu. Từ đầu năm tới nay rất hiếm có bộ phim nào mới chiếu mà đạt được số lượng quảng cáo tối đa thế này. Nhiều khán giả cho rằng đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sức chiều thường của Dị Ái Vi Doanh. Lên sóng trước Dị Ái Vi Doanh chỉ một ngày, thế nhưng thành tích Người Tình Hệ Chữa Lành của La Vân Hy lại không thể sánh bằng. Sức chiêu thương của phim rất kém, thậm chí không có quảng cáo trong những tập đầu, khiến nhiều người không khỏi lo ngại. Có vẻ như khả năng hút quảng cáo của La Vân Hy và Trương Nhược Nam không thể sánh bằng Bạch Lộc và La Vân Hy. Nhiều người cho rằng Dị Ái Vi Doanh thẳng áp đảo Người Tình Hệ Chữa Lành là chuyện dễ hiểu. Theo đó, cả Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đều là những lưu lượng 9X đang cực hot của Cbiz, trong khi đó danh tiếng của La Vân Hy và Trương Nhược Nam có phần kém hơn. Tuy nhiên, để so sánh xem bộ phim nào chất lượng tốt hơn thì phải chờ phim lên sóng một thời gian nữa.